Thì lời đầu tiên cho cửa hàng xe điện Phương Nam xin được gửi lời chào nhá. Thì hôm nay Phương Nam mình sẽ lên review giới thiệu cho anh em một mẫu xe đạp điện thế hệ đời mới nhất bây giờ 2023. Dòng này có tên gọi là dòng Bike. Đó. Mang phân khúc là cái này thì không phân khúc là anh em nó không thể giống như xe máy được rồi. Nó chỉ có vận tốc tối đa con này lên quanh tầm gần 50 km/h anh em. Đợi chút sau mình sẽ quay thử này. Cái tối tân đầu tiên nhất của những cái dòng đời mới này nó sẽ trang bị gồm những thứ gì anh em này. Cái đầu tiên phải nói đến cái cặp chìa khóa trước đấy anh em nhé. Đấy anh em nhìn cặp box chìa khóa này. Đó anh em đi đám đi tiệc treo lên quần thì không ai biết đây là của xe đạp điện luôn nhé. Đây anh em. Đó điều khiển từ xa được luôn nhé anh em. Bật một cái điều khiển từ xa. Đó không cần chìa luôn nhé. Đó thích anh em lại tắt đi. Tắt thì vào đây. Anh em nào mà đi đâu xa ví dụ như sợ không có ai trông xe thì anh em có thể nhấn một nút chống khóa ở đây. Đây chống khóa này. Đó khóa là gọi là khóa xe. Cái đường dây đỏ là cái đường mình câu điện ra bình ấy anh em nhá. Đó, chứ không phải gì của chiếc xe đâu. Anh em đụng một phát lên thì nó sẽ báo là có người đụng vào xe là anh em sẽ biết nhá. Đụng cái thứ hai thì nó sẽ kêu to hơn và nhiều hơn. Đó, anh em sẽ tắt nó đi. Đó, đây để mình cắm chìa khóa vào hiển thị cho anh em xem đỏ đèn đóm của dòng này nhá. Cực kỳ đẹp luôn anh em này. Đó, mình vừa lấy chưa tắt đấy. Nó mới kêu ấy. Đó, tắt đi rồi. Đây, màn hình LCD hiển thị thông tin nhá. Ibike này. Đó, thông tin pin này. Cái số bây giờ mình kéo hết ra xem chạy được bao nhiêu km trên giờ này. Đó, 1, 2 đang lên dần dần này anh em. 3, 4, nó 5, 51 cây km trên 1 giờ anh em. Không khác gì xe 50 anh em nhá. Đặc biệt anh em nhìn cái phần form đèn của cái dòng đời mới Bike này anh em này. Đó, đèn LED chạy xung quanh viền là đổi màu được luôn nhá, 7 màu. Đó, bật đi tắt lại như đây rồi bắt đầu nó nháy chậm lại này anh em, rất là đẹp. Đó, đèn cầu văn ở giữa rất là sáng nhá. Đây tắt như này đi nhìn rõ hơn này. Đó, cực kỳ sáng luôn. Xi nhan này. Đó, xi nhan này. Tiếng còi này thì của đạp điện thì không thay đổi gì nhiều đâu anh em, vẫn là cái tiếng còi phổ thông đấy luôn nhá. Trang bị hệ thống giỏ cho anh em đựng đồ đạc này. Phụ kiện đi theo kèm gồm có cục sạc nha anh em. Đó, gương kính đầy đủ bắt lên theo xe hết luôn nha. Đó. Anh em nào mà đang có quan tâm đến mẫu xe đời mới này thì cứ để lại cho mình một cái bình luận. Đó. Đây, phục hiếu như xe máy luôn nhá. Lốp liếc là chưa có tháo giáp gì hết này. Đó. Đây anh em. Tay thỏ để anh em để chân nhá, để đồ lên đây thì bỏ lên đây. Anh em mình đi đâu xa không may mà có hết điện hết bình á thì dòng này nó có trang bị thêm cho anh em cả giò đạp anh em rất là tiện nhá. Đi đâu xa không may hết bình này, nó anh em đạp rất là tiện luôn anh em. Đó, trợ lực đạp rất là nhanh nhá. Dòng này thì có trang bị thêm cả một ổ khóa đằng sau nữa anh em. Anh em mở đây này, khóa đây này anh em. Khóa cứng ngắc bánh sau lại luôn nhá, rất là an toàn. Cửa hàng mình thì chuyên sỉ và lẻ tất cả các dòng xe đạp điện đời mới nha anh em. Đó, đời mới nhất của 2023. Cửa anh em nào mà đang có thiện chí muốn mở rộng cửa hàng hay là mua đi bán lại kiếm lời thì cứ alo trực tiếp cho mình nhé. Có hỗ trợ anh em trả góp đầy đủ luôn qua ngân hàng và qua cửa hàng. Đó, anh em ở xa không tới xem xe được thì mình sẽ hỗ trợ ship anh em nhé. Đó, rồi ok, đây cửa hàng mình xe còn rất là nhiều anh em nhé, nhiều lắm. Anh em cần gì thì anh em cứ alo cho mình. Rồi, cảm ơn anh em đã coi video clip